Máy hút bụi không dây cầm tay Unique Free A7 ra sao sau 1 năm sử dụng của mình? Mời các bạn cùng mình bắt đầu video đánh giá chi tiết để tìm hiểu nhé. Và mình là Công, tới từ Review OS. Hiện tại Unique Free A7 đang được sale với mức giá rất tốt. Nếu như bạn nào quan tâm thì đường link mình để ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Thêm một điều an tâm nữa là thời gian bảo hành của máy lên tới 2 năm, nếu như có vấn đề gì thì không cần phải lo nghĩ. Khi chúng ta chọn mua một đồ vật gì đó trong nhà thì điều chắc chắn các bạn quan tâm nhất là nó bền hay không. Đây, câu trả lời sau 1 năm sử dụng của mình. Vẫn chạy tốt, vẫn đầy đủ hai chế độ, vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ tốt ở trong nhà của mình là lăn qua lăn lại và hút bụi vào trong cái buồng rác của em nó. Đối với cái sự tiện lợi của em máy này thì mình đã có video chia sẻ với các bạn cách đây hẳn 1 năm rồi. Và thời điểm đó thì mình nói rằng nó rất là tiện, chúng ta có thể sử dụng để hút bụi trần nhà, hút bụi dưới sàn nhà, hút bụi ở trong gầm ghế, gầm bàn. Với cái đầu hút này linh hoạt này kia, rồi là bộ đầu hút đầy đủ. Và những điều đó nó vẫn đúng tới thời điểm bây giờ, tức là hơn sau 1 năm sử dụng. Khi mà có cái này ấy, thì mình đỡ bị cong lưng hơn rất là nhiều. Vì như các bạn thấy là đầu nối của mình có thể kéo dài ra, nên là gần như mình không phải cong lưng một tí nào, cứ vậy mà đẩy máy đi quanh nhà thôi. Nó cũng giúp cho mình thẳng lưng hơn trong năm vừa rồi. Và tất nhiên một thứ mình đã quên đi, đó chính là cái hot jack. Tiếp theo đó chính là về thời lượng sử dụng pin của em này. Sau hơn 1 năm thì mình thấy rằng nó vẫn có tụt giảm. Thời gian ban đầu nếu như các bạn sử dụng chế độ Eco có thể hút bụi liên tục trong khoảng tầm hơn 40 phút, thì tại thời điểm này con số của chúng ta tụt về là còn khoảng hơn 30 phút sẽ hết pin. Nhưng mà điều này cũng bình thường mà, hao tổn sau 1 năm sử dụng. Còn về lực hút của chúng ta thì sau một thời gian mình sử dụng cũng có bị suy giảm đi. Và mình đã có hỏi trực tiếp bên nhà sản xuất xem là tại sao lực hút lại bị giảm đi như vậy. Tính ra mình thấy giảm đi tầm khoảng 10-20%. Thì bên kia có feedback lại cho mình là cái này liên quan tới lõi lọc của chúng ta ở bên trong, lõi HEPA ấy. Thì các bạn sau khi sử dụng một thời gian tầm khoảng 1 năm thì các bạn có thể thay để khôi phục lại cái lực hút của máy như ban đầu. Hoặc là các bạn sử dụng tiếp cái lõi này thêm tầm khoảng nửa năm nữa, thì tức là sau 1.5 năm các bạn thay thì kết quả tốt nhất với máy. Hiện tại cái máy này của mình dùng nó mới giảm tầm khoảng hơn 10% thôi, nên là mình vẫn sẽ giữ lại và dùng tiếp. Mình nghĩ rằng là sau khi mình dùng tầm 2 năm mình sẽ thay một lần. Đây chính là nhân vật nãy giờ mình nói cùng các bạn. Cái này thì mình đã vệ sinh sơ rồi. Và mình lưu ý một chút nhé, là khi các bạn sử dụng cái này muốn làm vệ sinh sạch sẽ thì đầu tiên các bạn dùng một cái rìa thật mềm, bạn lấy toàn bộ bụi ở trong này đi. Sau đó là các bạn tiếp tục sử dụng với nước. Chúng ta đưa xuống chậu nước và các bạn đảo qua đảo lại như thế này để chúng ta làm sạch cái lõi lọc. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn đừng tác động lực mạnh vào đây hay dùng những thứ có thể gây xước sát nhé. Bởi vì dù sao đây cũng là lõi lọc giấy, nếu như chúng ta làm mạnh sẽ gây ra hỏng lõi lọc. Và bởi vì đây là lõi lọc giấy nên cái chuyện hao tổn xảy ra là điều rất bình thường. Nếu như nhà bạn nào có dùng máy lọc không khí thì các bạn sẽ thấy rằng là việc thay màng lọc nó còn tốn hơn nhiều cơ. Chúng ta dùng tầm 6 tháng tới 7 tháng phải thay cục lọc một lần rồi. Trong khi đó em này mình dùng hơn 1 năm mà vẫn chưa cần phải thay, chỉ cần đơn giản cho vào nước và vệ sinh. Theo như kinh nghiệm sử dụng của mình thì các bạn nên dùng khoảng tầm 1 tuần đến 1 tuần rưỡi là các bạn hãy lấy ra và vệ sinh lại. Hoặc là hôm nào các bạn hút bụi quá nhiều thì các bạn cũng nên lấy ra để kiểm tra cái độ bụi ở bên trong và vệ sinh em nó. Mình đã nghe một vài người mình giới thiệu cái máy này. Sau khi mua về dùng được tầm 2 tuần thì bảo mình: "Công ơi, sao máy dạo này nóng thế nhỉ, hút bụi nó không được gì cả." Thì mình có bảo là: "Chị cho em xem cái lõi lọc đi, em nghĩ là mình chưa vệ sinh." Thế là mọi người rút ra là ối rồi ôi, bụi ở trong đấy luôn. Thì nếu như bạn nào có mua em này về, nhớ vệ sinh cái này. Tầm khoảng hơn 1 tuần các bạn vệ sinh một lần cho mình thì máy sẽ bền giống như mình đang có ở đây. Tiếp tục chúng ta nói về sự tiện dụng và đơn giản khi sử dụng em này. Thì sau hơn 1 năm mình vẫn giữ nguyên quan điểm là nó rất dễ sử dụng. Thứ nhất là các bạn chỉ cần bấm một nút là máy sẽ chạy. Thứ hai là việc đổ rác ở trên máy, về cơ bản chỉ cần bấm một nút thế này là rác của bạn tự động được đổ vào trong thùng rác luôn. Chúng ta không cần đụng tay vào rác nên nó rất là sạch. Và nếu như nhà bạn nào có nuôi thú cưng, nhà bạn nào mà có nhiều tóc thì tóc sẽ nằm toàn bộ ở bên ngoài này luôn, nên là việc các bạn vệ sinh máy nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Còn cái lõi lọc HEPA của chúng ta ở bên trong ấy thì nó chỉ có bụi mịn thôi, nên là mình mới nói rằng sau hơn 1 tuần các bạn mới cần vệ sinh một lần. Còn bạn nào đang lo lắng về khớp nối của chúng ta sau hơn 1 năm thì bây giờ nghe thử tiếng mình lắp máy nhá. Nó vẫn rất là đanh và đảm bảo độ chắc chắn cho bạn trong quá trình sử dụng máy. Và đi ngay sau đó là khớp nối của chúng ta từ máy tới cái ống này thì mình thấy vẫn còn khá là chắc. Bởi vì mình có một cái đường trung gian bảo vệ ở đây này, nên là mình sử dụng cũng an tâm hơn. Mình không sợ là dùng một thời gian sau bị hỏng hóc hay cái gì. Còn nói về cái việc thay đầu hút của chúng ta thì đây mới là cái mình sử dụng nhiều, chứ còn gần như mình không tháo cái này. Vì cái ống nối dài này mình cảm thấy nó khá là tiện, mình cần chiều cao bao nhiêu là mình có bấy nhiêu. Đây, bây giờ mình tháo thử cho các bạn xem này. Đấy, vẫn phải cần dùng lực mới có thể tháo ra được. Và hiện tại thì nó vẫn còn chắc nhá. Mình sẽ cầm thử lên cho các bạn nhìn là nó có thể giữ được trọng lượng của cả chiếc máy này để thể hiện nó vẫn còn chắc. Và cái việc thay đầu hút của mình thì cũng đơn giản thôi đấy. Xoáy ra, rồi các bạn thích đầu hút nào thì các bạn thay vào, tùy từng hoàn cảnh là bạn hút bụi ở trên tường hay hút bụi ở trên sofa để các bạn thay đầu tương ứng.
Nhưng mà cũng phải chia sẻ với các bạn một chút về chiếc ống yêu thích của mình. Đó là cái ống có thể kéo dài này. Thì sau khi sử dụng một thời gian, bởi vì là ống được làm bằng nhôm mà, nên là mình đã có một vài cái hiện tượng là bị xước những cái vệt ở trên này, nó bong cái phần mạ ra, trông nó hơi trắng trắng một tí ở trên nền đỏ. Ok, không sao, cái này là hao tổn thời gian. Tiếp theo một cái hao tổn nữa ở trên ống này, đó chính là khớp giữ của chúng ta. Sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy là khớp này, cái độ chặt của nó đã giảm đi phần nào. Và đôi khi mình hơi bị kẹt ở cái lẫy này này. Có nghĩa là ngay sau khi mình mở khóa ra xong thế này thì tự nhiên của mình nó không vào được khớp luôn. Và mình phải dùng tay mình tác động lực vào để mình khóa tay cái này lại. Đó, thì như vậy nó mới chặt được. Nói chung kinh nghiệm của mình rút ra ở đây là hãy nhẹ nhàng một chút với cơ chế trượt này nhá, để các bạn sử dụng được lâu hơn, bền hơn. Và đang nói về ngoại hình thì mình nói thêm một tí về hộp đựng bụi của chúng ta nhé. Như các bạn thấy là sau khi mình sử dụng một thời gian thì cái hộp này nó vẫn rất là bền bỉ, không có một vết vỡ, không có vết nứt nào xảy ra ở đây cả. Hộp của mình vẫn hút bụi và làm đúng chức năng của nó. Mặc dù là trong quá trình sử dụng có thể là mình hút hạt gạo, có thể mình hút hạt cà phê, và đôi khi là những cái vụn vỡ từ tường của mình ra, hay là có cả đá dăm thì mình cũng có hút được luôn. Vậy mà không hề có một cái vết nào bị nứt xảy ra ở đây cả sau khi quan sát toàn bộ cái lồng. Chỉ có điều là em nó đã bị cào bớt đi bởi hạt bụi của chúng ta và làm trở nên mọi thứ hơi mờ mờ hơn. Đây là mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi nhá. Và kể cả là cái lọc ở bên trong của mình nó cũng còn rất là toàn vẹn, nó không bị sứt, nó không bị vỡ. Như vậy là về độ bền của buồng chứa bụi các bạn hoàn toàn có thể an tâm. Trước khi kết thúc video, chúng ta cùng nhau nhìn lại cái đầu hút sàn của mình nhá. Đây cũng là cái mình sử dụng nhiều nhất này. Hai bánh xe của mình bây giờ ok, có bị kẹt một tí tóc vào nhưng mà vẫn mượt, vẫn có thể di chuyển trên sàn nhà. Cái đường ống nối của chúng ta ở đây các bạn nhìn này, trông có vẻ mỏng manh đúng không? Nhưng mà không hề bị nứt gì nhá. Mình sử dụng rất là nhiều và nó rất là tiện, đặc biệt là khi các bạn đi vào góc cạnh ở trong nhà. Có chăng cái thứ thay đổi ở trên em này đó chính là phần mặt dưới của chúng ta được làm bằng nhựa và có khá là nhiều vết xước sát do việc là di chuyển tới sàn nhà. Nhưng mà điều này thì cũng dễ hiểu mà, có gì đâu. Và tới đây thì Công sẽ kết thúc video đánh giá về chiếc Unique Free A7 sau 1 năm sử dụng. Như thế này đã gọi là bền hay chưa? Hút vẫn ngon này, pin vẫn được trên 30 phút và mọi linh kiện phụ kiện đi theo máy đều còn nguyên si, chưa phải thay thế, chưa phải sửa chữa gì cả. Thì các bạn thấy sao về em này và có định mua hay không? Nhớ để phần bình luận cho mình cùng biết nhá. Cũng như đang có sale rất là tốt, nếu như bạn nào quan tâm thì đường link mình sẽ để ở phần mô tả. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.